Ngoài những công trình bị hư hỏng như sân, tường rào, chuồng trại mà một số hộ dân đã tự khắc phục, sửa chữa thì hiện nay nhà cửa của nhiều hộ dân nơi đây đã bị sụt lún, nứt toác gây khó khăn trong sinh hoạt và đe dọa đến tính mạng. Nghiêm trọng nhất là trường hợp nhà của anh Đào Đức Hùng vừa xây dựng mới cuối năm 2015 nhưng đã bị sụt lún và nghiêng. Còn đây là hình ảnh của nhà anh Nguyễn Văn Thanh vừa sửa chữa cuối năm 2015 nhưng đã bị nứt toác, không thể ở được vì quá nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. Nhà tôi là sửa cái nhà này là cuối năm 2015. Thì là bây giờ là làm cái công trình cầu cống này thì là có ảnh hưởng đến rạn nứt cho gia đình. Thì bây giờ là gia đình là đề nghị là chủ đầu tư là đền bù thỏa bán làm thế nào cho hợp tình cho gia đình, gia chủ cho đỡ bị thiệt thòi. Cho chứ ở như này là nó nguy hiểm quá, mưa gió rồi là nó sập nhà. Tại là nứt thì chưa không nứt được, nhưng vì nó mới làm, nó làm bóng bè to lắm cho nên nó trôi hẳn cái nhà ra, nó lún xuống rất là sâu. Bây giờ cái nhà nghiêng mà hiện tại nước mưa ở trên này là nó vẫn đứng ở trên này, mà sau nhà đây này nó lôi ra một đoạn, bây giờ lún rất là sâu, trông rất là kinh. Mà cái con đường này cũng bị lún nó hóm vào tận chân bóng, là bản thân nhà tôi nó phải mưa nhiều quá, tôi phải đổ đất vào đây để cho nó kín. Tôi đề nghị rất nhiều lần nhưng mà người ta chỉ hứa thôi. Trước khi công trình xây dựng ấy, mà thi công nhà tôi là còn lành nguyên, có chụp ảnh hai rồi. Thế bây giờ thì khi chụp họ thi công xong thì tôi nứt. Thế tôi đã đề nghị với chính quyền, với nhà đầu tư đã đến đó là biên bản, nhỏ cầm cả biên bản nó đi. Thế tôi đề nghị các chính quyền cơ quan liên quan này hết sức giúp đỡ giải quyết gia đình tôi và thiệt thòi. Trước phản ánh của nhân dân vào cuối năm 2016, Tổ giám sát trạm bơm Nghi Xuyên, đại diện cho Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi và Ủy ban nhân dân xã Thuần Hưng đã kiểm tra thực tế và thiết lập biên bản làm việc với nhân dân, trong đó có nội dung ghi chép đầy đủ mức độ thiệt hại tài sản của từng hộ dân để trình Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng và các cơ quan chức năng liên quan xem xét. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu và chủ đầu tư cùng Ủy ban nhân dân xã Thuần Hưng đã có buổi làm việc bàn giải pháp để giải quyết những phản ánh chính đáng của nhân dân. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu để chỉ đạo giải quyết vụ việc, trả lời đơn thư của công dân theo quy định của pháp luật, nhưng đến nay đã gần 4 tháng, vụ việc trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cái việc phản ánh của bà con là có thật. Đấy, tuy nhiên rằng là trong cái việc đó thì phải đợi cái đơn vị coi như kiểm định, đánh giá độc lập xem là cái mức độ thiệt hại nó như thế nào thì mới lên được phương án để đền bù. Cái này chúng tôi đã báo cáo với Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện, rồi là chủ đầu tư để coi như cùng nhau phối kết hợp lập phương án để xác định thuê đơn vị kiểm định, để xác định cái tài sản thiệt hại của nhân dân. Hiện nay dự án trạm bơm Nghi Xuyên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong khi đó tính mạng của một số hộ dân bị đe dọa từng giờ từng ngày. Trước mong mỏi của người dân, đề nghị chủ đầu tư và các cấp chính quyền sớm xem xét giải quyết để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống.